Trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bệnh sùi màu gà nhẹ. Thì bệnh sùi màu gà nhẹ đó là cái bệnh sùi màu gà. Tuy nhiên thì cái biểu hiện của nó không được rõ ràng cho lắm. Các cái khối mụn lớn rất là chậm và hầu như là không mọc thêm hoặc là nó mọc thêm rất là ít, rất là chậm, hầu như không khó chịu trong một vài năm đầu. Thì để mà tiến triển từ cái mụn rất là mờ như này sang cái mụn rõ hơn như này nó phải tầm từ 6 tháng tới 1 năm, và chuyển sang được cái mụn to rõ ràng lớn như thế này thì nó phải tầm 3 năm. Như cái mụn này mà nó mọc thêm một cái và nó vẫn bé như vậy thì nó cũng phải hàng năm sau nó mới mọc như vậy. Thế tuy nhiên thì bệnh sùi màu gà nó vẫn là sùi màu gà, và cho dù nó lớn chậm có thể do nhiều nguyên nhân, do sức đề kháng của các bạn tốt hoặc là do cái hệ miễn dịch của các bạn tốt thì nó lớn chậm. Tuy vậy thì nó vẫn là do virus HPV gây lên thôi. Đấy, thì virus HPV chúng ta biết rồi, nó có rất là nhiều, có khoảng 170 chủng HPV khác nhau cơ. Trong đó thì khoảng 40 chủng là gây ra mụn sùi màu gà thôi. Những cái chủng mà nặng này thì không nói làm gì. Đấy, tuy nhiên thì sùi màu gà nhẹ ấy, thì thường là nó do các cái tuýp HPV như là 6, 11 này, 40, 42, 43, 44 này, 53, 54 này, 61, 72, 73, 81. Đấy, trong đó thì cái 6 và 11 ấy là thường gặp nhiều nhất. Thế còn nếu như mà những cái chủng mà có nguy cơ cao gây ra ung thư này thì các bạn phải chữa trị sớm, nhanh và kịp thời. Còn những cái này thì nhiều bạn là có khi là hàng nửa năm, hàng năm sau rồi các bạn mới 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 đi chữa trị. Đấy. Thế thì sùi màu gà nhẹ nó lớn chậm như vậy thì các bạn có cần chữa hay không? Thì trả lời khẳng định luôn là đã bị rồi là các bạn phải chữa nhé. Vì nhiều cái lý do thứ nhất là nó sẽ gây mất thẩm mỹ, gây khó chịu rồi thì lây bệnh cho người khác. Và tiếp theo nữa đó là các cái khối mụn nó vẫn có thể lớn thêm và vẫn có thể gây ra những cái ung thư biểu mô. Ung thư biểu mô thì nó cũng không nguy hiểm, quá là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cũng là những cái ung thư và nó sẽ để lại những cái tổn hại đến sức khỏe nhất định. Đặc biệt là sau khi mà các bạn mắc những cái khối mụn sùi màu gà này khoảng 15 năm thì các bạn nên đi tầm soát ung thư, tại vì là khi đó này nó có thể chuyển sang cái dạng ung thư rồi. Thì các bạn mà quan hệ tình dục với càng nhiều bạn tình ấy thì các bạn càng dễ mắc sùi màu gà, và các bạn mắc càng nhiều chủng một lúc thì các bạn càng dễ là có thể chuyển qua ung thư, giai đoạn ung thư nhanh hơn. Ngoài ra thì một cái phần rất nhỏ và cái tỷ lệ khá là hiếm hoi thôi là nó sẽ lây qua cái đồ dùng cá nhân, cốc chén bát đĩa, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, vân 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 vân, thì nó cũng có thể là lây cái bệnh sùi màu gà này. Thì các bạn lưu ý là cái đồ dùng cá nhân là chúng ta phải dùng riêng, nó là như thế. Nếu như các bạn mà chưa khẳng định được là mình có bị mắc sùi màu gà hay không ấy thì các bạn có thể gửi ảnh cho chúng tôi ở số Zalo 0839 336658 để chúng tôi khám cho các bạn qua hình ảnh. Tuy nhiên thì nếu như bạn nào mà có điều kiện thì chúng ta có thể đến bệnh viện để test PCR hoặc là test nhanh, thì nó có những cái test sẵn rồi, các bạn có thể test ở bệnh viện. Nên về điều trị thì nếu như các bạn bị ở tay chân ấy, thì các bạn mua những cái thuốc gốc axit về các bạn chấm được, podophyllin, imiquimod, axit chicloacetic, rồi thì khi mà chấm thì các bạn lên là dùng cái thuốc mỡ các bạn bôi xung quanh để tránh cái axit nó tránh dây ra. Thế tuy nhiên thì ở những cái vị trí như là miệng, âm đạo, hậu môn, đầu dương vật vân vân thì các bạn tuyệt đối là không dùng, tại vì là nếu như mà đầu dương vật cho dù các bạn có dùng nhá thì nó cũng tạo ra những cái sẹo rất là khó chịu khi mà các bạn sau này các bạn quan hệ, là nhiều khả năng các bạn sẽ bị rách, các bạn sẽ bị khó khăn. Nếu như mà trong miệng, trong âm đạo thì nó hỏng hết liên mạc luôn, khỏi nói. Đấy, thì đấy là chữa bằng thuốc bằng cách Tây y nhé. Ngoài ra thì thường là các bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn thêm cái liệu trình uống hoặc là liệu trình đào thải virus khoảng chừng từ 20 đến 40 triệu đồng. Còn nếu như mà liệu trình uống thì khoảng chừng từ 2 cho đến 3 triệu đồng. Cách thứ hai, các bạn có thể điều trị bằng đông y. Thì trong y học cổ truyền chúng tôi cũng đã có những cái bài thuốc mà cũng đã chia sẻ cho các bạn trong một số những video khác. Thì nếu như các bạn không tiện làm cái loại thuốc đó thì các bạn có thể mua cho chúng tôi. Có cái vị thuốc bôi là cái lọ nhỏ bên trên và vị thuốc uống là hai cái lọ lớn bên dưới, chúng tôi đã bào chế rồi, các bạn về chỉ việc uống thôi. Đấy, thì rất là nhiều những cái phản hồi mà chúng tôi đã điều trị cho các bạn trong nhiều nhiều năm qua. Thì các bạn có thể tự xem. Thì nếu như mà đây các bạn có thể tham khảo, ví dụ đây là
là những cái bệnh nhân đã điều trị rồi, các bạn tạm dừng video lại, các bạn tham khảo. Thì còn rất nhiều hình ảnh chúng tôi cũng không tiện chụp, nhiều khi là cũng các bạn cũng inbox nhưng mà trả lời các bạn cũng không đầy đủ, không hết được, tại vì là có quá nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Thì các bạn là nếu như mà có gặp cái tình huống như vậy thì cũng mong các bạn thông cảm và inbox lại một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau.